Đây một câu tương tự, một câu tương tự để chúng ta luyện tập. Câu hai nhá, câu hai nhá. Cứ nhớ là một thằng là vô cùng, một thằng là số. Trong đầu mình ghi vào đấy bạn. Một thằng là vô cùng, một thằng là số ạ. Hai thằng là vô cùng thì không được. Hai thằng là số thì không được. Đấy, thế thôi. Trước hết là mình khởi động những cái bài là cho Epic và hỏi Epic. Còn ít nữa nhá là mình sẽ có cái bài là cho Epic nhưng mà hỏi thằng khác được ạ. Để khó hơn một chút. Một chút thôi. Rồi, thấy chưa nhá? Để các em nhìn thôi. Hai thằng là vô cùng này, không được này, đúng không? Một thằng là số, một thằng vô cùng này. Được này. Đấy. Hai thằng là số này, vứt này. Một thằng số, một thằng vô cùng này. Được này. Một thằng vô cùng, một thằng số này. Được này. Lại là ba, đúng không ạ? Lại là ba nhá. Cụ thể hơn đi. Cụ thể hơn là có mấy đứng và mấy ngang. Đấy, thì yêu cầu sâu hơn một chút ạ. Là mấy đứng mấy ngang thì các em nhìn kỹ luôn, đây là x bằng trừ một, đây là x bằng một, đây là y bằng không. Đấy thì x bằng thì là ngang đúng không ạ, x là ngang, y là à đâu, x là đứng trước giữa các bạn, x là đứng, y là ngang nhá, x là đứng, y là ngang, thế tức là hai tiệm cận đứng, một gì nhỉ, tiệm cận ngang. Đấy. Hai tiệm cận đứng nhá, x bằng trừ một, x bằng một, y bằng không và tiệm cận ngang. Rồi để chẳng may mà người ta hỏi rõ hơn ấy, có bao nhiêu tiệm cận đứng chẳng hạn thì mình có biết x bằng là tiệm cận đứng nhá, y bằng là tiệm cận ngang. Ok dễ rồi đúng không, tiếp này câu ba nhá. Đây, bây giờ mình bắt đầu sang những cái bài là nhức nhối một chút đây. Tức là sang những cái bài là cho bảng biến thiên của Fx. Nhưng mà lại hỏi cái thằng là gì ạ? 1 trên Fx cộng 2. Đấy. Thôi bài này thì mình lại từ từ làm từng bước một. Tại vì nó không dễ rồi. Nó bắt đầu là khó hơn một chút rồi. Ok. Rồi. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Mình cứ làm từng cái một em ạ. Cứ làm từng thằng một. Tiệm cận đứng trước cũng được. Mà gì nhờ? Tiệm cận ngang trước thì cũng được. Mình thích làm nào trước mình à? Thế thông thường thì mình làm tiệm cận ngang trước bởi vì nó ít bước hơn, đúng không? Rồi. Nào, bắt đầu. Tiệm cận ngang. Ok. Nhớ lại là gì? Nhớ lại là gì ạ? X tiến đến vô cùng. Y mà tiến đến số thì sẽ có tiệm cận ngang. Được chưa? Đấy. Tức là x bắt buộc phải tiến đến vô cùng nhá. Cái đầu tiên này, em cho x nó tiến đến âm vô cùng đi. Có thể ghi là bằng âm vô cùng luôn nhá, cho nó dễ viết. Bằng âm vô cùng luôn. Rồi. Bây giờ chúng ta muốn biết là y nó bằng bao nhiêu ấy thì mình phải suy luận dần dần. Phải suy luận dần dần. Đầu tiên là Fx nó bằng mấy đấy? X bằng âm vô cùng thì Fx nó bằng mấy đấy? Nào nhìn giúp thầy nào. Thực ra là ghi dấu bằng nó không chính xác nhá. Nó phải ghi là tiến đến đúng không? Tiến đến. Nhưng mà thầy sợ các bạn là ghi tiến đến ấy, nó bị lẫn với cả cái dấu suy ra. Nó phải ghi dấu bằng cho nó tiện. Rồi. X là x bằng âm vô cùng thì Fx bằng 2 chính xác. X bằng 2 nhá. Đồng ý ạ. Ok. Fx bằng 2 này. Fx cộng 2 sẽ bằng mấy? Mình phải suy luận dần dần. Fx trước này. Xong rồi Fx cộng 2. Xong rồi mình đến y. Cứ làm từng ly từng tí một ạ. Nhá. 2 cộng 2 là 4 đúng không? Rồi. Thế y sẽ bằng. Đây. 1 phần 4 thôi. 1 phần Fx cộng 2. Đúng không? Là 1 phần 4. Đấy. Thế thì ở đây có gì rồi? X là vô cùng, y là số, đấy, thế là có một tiệm cận ngang nhá, một tiệm cận ngang, đồng ý chưa? Rồi, chọn rồi đúng không? Tiếp nhá, tương tự này, x là dương vô cùng này,
Đây là dầu vô cùng. Tôi sẽ rồi, ở đây rồi. Cứ tưởng là quên không lấy nước các em ạ. X là dương vô cùng nhá. Thì Fx sẽ là gì? X là dương vô cùng. Thì Fx là dương vô cùng. Đúng không ạ? Đấy. Thì Fx cộng 2. Fx cộng 2. Thì vẫn là dương vô cùng thôi. Dương vô cùng mà cộng 2 thì đương nhiên phải là dương vô cùng rồi. Nhá. Ok. Thế là Y sẽ là gì? Y sẽ là 1 trên dương vô cùng. 1 trên vô cùng thì là bằng mấy nhỉ các em nhỉ? Các em nhớ không ạ? 1 trên vô cùng là bằng mấy ạ? Nào mình nhớ lại một chút nào, nhớ lại một chút nào. 1 trên vô cùng. Đúng rồi, bạn nào không nhớ thì bây giờ nhớ đi nhá. Học trong cái phần giới hạn từ học kỳ 2 lớp 11 rồi đúng không? Tức là nó cách đây khoảng 4 tháng chứ mấy. Từ tháng 4, tháng 5 gì đấy, 3 4 tháng, đúng không ạ? 1 trên vô cùng là bằng 0. Đấy. Thế x bằng vô cùng. Y bằng số. Đó, ngon rồi. Lại có thêm một tiệm cận ngang. Được chưa? Như vậy là mình đã có ít nhất là hai đường tiệm cận rồi. Cái gì không? Sao lại có Fx cộng 2 bằng 4? Ôi rồi em ơi. Fx của mình bằng 2 thì cộng 2 chả bằng 4 em. 2 cộng 2 bằng 4 chứ. Đúng không ạ? Khi các bạn không để ý nên là ông ta hỏi nó hơi buồn buồn cười tí. Ok rồi, thế là có hai tiệm cận ngang nhá. Bây giờ sang tiệm cận đứng này. Đây, thầy tạm thời kéo cái phần tiệm cận ngang xuống dưới nhá. Nào, chúng ta quan tâm phần tiệm cận đứng này. Tiệm cận đứng thì nó có hai bước đúng không ạ? Bước một là gì các em ơi? Bước 1 làm gì ạ? Bước 1 là tức là các bạn phải nhớ các bước làm đã, đúng không? Các bạn muốn 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 học được cái buổi thứ hai thì các bạn phải nhớ được kiến thức buổi thứ nhất đã. Chứ nếu mà mình không nhớ được thì nó sẽ rất là khó đúng không ạ? Rồi. Có thể là kiến thức của những bài trước nhá, mình không nhớ thì thôi. Đơn điệu mình chưa học, cực trị mình chưa học, mắc min mình chưa học, thì mình bỏ qua. Nhưng mà muốn học được buổi thứ hai của tiệm cận thì phải biết được buổi đầu tiên của tiệm cận đúng không ạ? Đúng rồi, bước 1 là tìm nghiệm của mẫu, chính xác nhá. Bước 1 là giải mẫu số bằng 0. Đấy, giải mẫu số bằng 0 tức là fxc bằng trừ 2. Ok, thế bây giờ mình xem là nó có bao nhiêu nghiệm nhá. Nào, fx bằng trừ 2. Thế thì em phải kẻ cái đường trừ 2 vào. Ở đây là đồ thị của mình nó đang hơi lổm nhổm đúng không? Nó đang chưa chuẩn lắm. Đấy nhá. Thầy vẽ lại này. Thầy vẽ lại cái bảng biểu thị fx ra một chút nhá, cho nó dễ nhìn hơn với các bạn này. Nhìn nhá, quan sát nha. À, như này nhá. Đấy, đây là dương vô cùng này. Đây là 2 này. Dương vô cùng thì có thể là cao hơn một chút. Được chưa? Dương vô cùng này. Đây là 1 này. Đây là trừ 2 này. Đây là trừ 3 này. Thế cái đường trừ 2 ở đâu? Đường trừ 2 ở đây. Đấy. Thì nó có mấy nghiệm đây? Hai đồ thị cắt nhau tại mấy điểm đây? 3 điểm. Đúng không ạ? 3 điểm. Tức là nó có 3 nghiệm. Rồi, có 3 nghiệm. Đây là bước 1. Đúng chưa nhỉ? Nhớ không đây, nhớ không đây? Bước 1 nhá, là giải mẫu bằng 0. Bước 2 này là thay nghiệm vào tử. Thay nghiệm của mẫu, tức là nghiệm vừa mới giải ra ở trên đấy. Ở bước 1 đấy vào tử. Đúng không? Nếu mà tử mà khác không thì nhận luôn, nếu mà tử mà không tính được thì loại luôn, nếu mà tử mà bằng không thì chưa biết, được chưa?
Thế trong cái bài mình đang làm ấy, nó rất là đặc biệt. Đấy là tử của mình luôn luôn bằng một. Tử của mình là hằng số bằng một. Vậy thì cái tử của mình ấy nó sẽ khác không? Đúng chưa nhỉ? Khác không luôn. Đấy. Thì mình sẽ nhận luôn nhá. Như vậy là có 3 tiệm cận đứng. Mẫu của bao nhiêu nghiệm thì có bấy nhiêu tiệm cận đứng luôn. Đấy. Thế ở trên thì mình giải là có hai ngang này các em này. Hai tiệm cận ngang. Đúng không? 3 tiệm cận đứng thì mình sẽ có 5 tiệm cận. Đó, đáp án của thầy là A. Rồi, hai ngang ba đứng. Ok ạ. Đó thì thông qua cái ví dụ này, thông qua câu này, các em phải hiểu luôn là gì ạ? Các em phải hiểu luôn là nếu như tử là hằng số nhé, thì mẫu có bao nhiêu nghiệm thì sẽ có bấy nhiêu gì nhỉ? Tiệm cận đứng, được chưa ạ? Chú ý này. Chú ý. Nếu tử là một cái hằng số đương nhiên là phải khác không. Nếu tử là một hằng số khác không nhá, và mẫu có n nghiệm thì sẽ có n tiệm cận đứng. Đấy. Tức là mẫu có bao nhiêu nghiệm thì sẽ có bấy nhiêu tiệm cận đứng. Thế bây giờ nếu như nó mà ác hơn, nó mà căng thẳng hơn, nó cho mình có x ở đây này. Thế thì đầu tiên đấy là các bạn phải viết cho thầy cái mẫu số ra lại, phân tích nhân tử cái mẫu số ra lại, viết cái biểu thức mẫu số ra. Đấy. Xem nó ra cái gì đã. Được chưa? Nhá. Phải viết cái biểu thức mẫu số ra trước. Thế thì chúng ta sẽ viết như sau. Đây, các bạn nhớ lại. Thực ra cái này trong phần đơn điệu của cực trị mình học rồi. Bây giờ mình chỉ ôn tập thêm thôi. Các bạn nhìn nhá. Đây, hai bên sẽ bằng. Nào các em nhìn đồ thị này. Từ đồ thị mình có fx, nó sẽ có nghiệm là mấy với mấy ạ? Có nghiệm là trừ một và mấy ạ? Và hai, đúng không? Từ đồ thị mình có fx có hai nghiệm là trừ một và hai. Trong đó trừ một là nghiệm kiểu gì các em nhỉ? Trừ một là nghiệm kiểu gì các bạn? Nhớ không? Nhớ không? Hay là lại quên hết rồi? Cái chỗ là tiếp xúc đúng không? Tiếp xúc thì mình gọi là nghiệm gì? Gọi là nghiệm kép đúng không? Chính xác ạ. Nghiệm kép ạ. Đấy. Bạn nào mà chưa biết thì chú thích thêm vào nhá. Nghiệm kép nhá. Còn thằng này là gì nhỉ? Thằng này là cắt. Cắt tức là nghiệm gì các em ơi? Tức là nghiệm đơn. Được chưa? Đúng không? Kép tức là mũ hai đấy. Rồi. Ok. Tức là fx của chúng ta này, fx của chúng ta này có nghiệm kép x bằng trừ 1. Có nghiệm kép x bằng trừ 1 tức là nó phải có x cộng 1 mũ 2. Đấy. Có nghiệm đơn x bằng 2 tức là gì ạ? Tức là x trừ 2. Đúng ạ. X trừ 2. Nghiệm đơn mà là mũ 1 thôi. Đúng không? Fx của mình đây. Thực ra nó sẽ có cái số hệ số A nữa. Đấy, nếu mà các bạn thích thì có thêm hệ số A vào đây. Với A lớn không? Thực ra cái hệ số A nó không quan trọng. Trong bài tiệm cận nó không quan trọng. Ok chưa? Nhá. Rồi. Thế. Thế bây giờ mình thay vào cái hàm số của mình này. Y bằng. Thay vào nhá. Thay vào. A là một cái hệ số hằng số đó. Các bạn học kệ nó. Nó như kiểu số 2, số 3, số 4 ấy. Rồi. Thế còn tử này. Tử số nhá. Đấy, x bình trừ 1 đấy. X bình trừ 1. Thì chúng ta sẽ viết thành là x trừ 1 nhân với gì ạ? Nhân với x cộng 1. Đúng không? X trừ 1 nhân x cộng 1
thế đằng trước đã có một cái x trừ 1 rồi thì đương nhiên sẽ thành x trừ 1 bình nhân với x cộng 1. Chuẩn chưa? Đấy. Và bây giờ em rút gọn đi. Em sẽ được là x trừ 1 bình. Cái A thì em kệ nó, thậm chí em không viết được ạ. Tùy các bạn. Tại vì nó không quan trọng mà. Rồi, ok. Đấy. Viết về cái dạng như này. Viết như này xong ấy thì mình đếm nó mới dễ. Viết như này xong đếm nó mới dễ. Đúng không? Bây giờ mình đếm luôn luôn nhá, đếm luôn này. Bậc tử bằng bậc mẫu thì có mấy tiệm cận ngang các bạn? Tử là bậc 2, mẫu là bậc 2 thì có mấy tiệm cận ngang? Nhớ cái kiến thức cũ không? Nhớ cái kiến thức cũ không? Bậc tử mà bằng bậc mẫu nhá. Bậc tử bằng bậc mẫu là một tiệm cận ngang. Đấy. Thế còn mẫu nó có hai nghiệm là trừ 1 và 2. Và hai nghiệm này thay vào tử sẽ khác không? Đúng không ạ? Thay trừ 1 vào ra 4 nhé. Thay 2 vào ra 1. Tự thay thôi. Mẫu có hai nghiệm là trừ 1 và 2. Thay hai thằng ấy vào tử đều khác không? Như vậy hai tiệm cận đứng. Đúng không? Hai tiệm cận đứng. Đấy, tức là ba tiệm cận xong. Rồi. Bạn Nhi hỏi gì nhỉ? Cái chỗ mà y con chưa hiểu thầy giải thích lại giúp con. Em chưa hiểu tử hay mẫu ạ? Là tử Tử là x bình trừ 1 đấy, là x trừ 1 đến x cộng 1 thôi, hằng thức ấy, đúng không? X trừ 1 đến x cộng 1. Thì x trừ 1 nhân với một cái x trừ 1 đằng trước nữa. Thì x trừ 1 bình. Có hình dung được không ạ? Tức là như này, như này. Có hình dung thì viết ra. X trừ 1 này là thầy viết lại nhé. Thầy đánh dấu nó bằng màu tím nhé. Thằng này chính là thằng này nhé. Đấy, thầy viết lại nhé. Thế còn bản thân x bình trừ 1 ấy, nó lại là x trừ 1 nhân với x cộng 1. Đúng chưa? Thế hai cái x trừ 1 nhân với nhau thì thành x trừ 1 bình. Được chưa em ơi? được. Thôi Quỳnh hỏi đi Quỳnh à. Dạ, con như thế nào thầy giải thích lại cái phần mẫu, phần mẫu được không ạ? Mẫu thì em nhìn đồ thị em có hiểu không? Em có hiểu x bằng trừ 1 là nghiệm kép không? X bằng 2 là nghiệm đơn không? Có. À ừ. Thế nghiệm kép thì nó là mũ 2. X bằng trừ 1 là nghiệm kép thì nó sẽ là x cộng 1 bình. X bằng 2 là nghiệm đơn thì nó là x trừ 2. Thế thôi. Vậy cái A đằng trước nhà là gì vậy? A là hệ hệ số thôi. Tức là khi mình phân tích nhân tử ấy. Ví dụ như là như này. Ví dụ nhá. Khi mình phân tích nhân tử nhá. Chẳng hạn như là x bình trừ 3x cộng 2 chẳng hạn. À thôi, không chú ý thằng này, biết thằng này cho dễ này. X bình trừ 4 chẳng hạn. Bình thường khi em phân tích nhá, nó sẽ có nghiệm là cộng trừ 2. Nó nghiệm là cộng trừ 2 thì nó sẽ là như này đúng không? Đây nghiệm là cộng trừ 2 đây. Đấy. Nhưng mà ví dụ như là 2 lần x bình trừ 8 chẳng hạn thì nó cũng có nghiệm là cộng trừ 2. 2 lần x bình trừ 8 khác gì là x bình trừ 4 đâu, cũng có nghiệm là cộng trừ 2. Thì em không thể viết như này được. Như này là sai. Em phải có cái hệ số 2 đằng trước, tức là phải có hai lần ở đây. Đấy. Tức là phải có hệ số A. Phải có hệ số A. Đúng không ạ? Thế thì ở đây là mình chưa biết A bằng mấy. Thằng Fx là bậc 3 nhưng mà mình chưa biết là hệ số bằng mấy. Nên mình phải có A lần. Hiểu hiểu không em? Dạ vâng, em hiểu cái phần như Ok. vậy á. Tức là cái A đấy thì mình viết vào nó tượng trưng thôi chứ còn không viết thì cũng được. Nó chả ảnh hưởng gì cả. Đó. Rồi. Cái gì không? Thầy nói lại tiệm cận. Tiệm cận gì? Đứng hay ngang? Tiệm cận ngang thì là vì như này nhá. Bậc tử là bậc 2. Mẫu cũng là bậc 2 đúng không? Tử là bậc 2, mẫu là bậc 2 thì sẽ có một tiệm cận ngang. Được chưa? Thế còn tiệm cận đứng này. Tiệm cận đứng bước 1 giải mẫu bằng 0. Thì nghiệm là trừ 1 và 2. Nghiệm là trừ 1 và 2. Nghiệm của mẫu ấy là trừ 1 và 2. Em thay vào tử. Em thay vào tử. Thì em thấy nó khác không? Còn em phải tự tự thay chứ. Thay trừ 1 vào tử, tự thay đi ạ. Thay 2 vào tử nhá.
thay trừ một vào thay hai vào xem nó bằng bao nhiêu. Phải tự thay nhá, đừng bảo là thầy thay cho em xem nhá. Thay số bấm máy phải tự thay chứ. Thầy thay cho em xem thì chịu rồi. Tự bấm nhá. Ok. Mình lớp nâng cao cơ mà, đúng không? Mình thay được trước. Ok nhá. Rồi. Thế đó. Thế là hai đứng một ngang, đúng không? Là C.